Duy Đỗ thân ái chào các bạn. Hiện tại bây giờ là Duy Đỗ đang ở đường Hùng Vương, hay gọi là đường Hồng Bàng, ngay góc đây là bên cây gõ các bạn. Duy vừa qua đó là vòng xoay cây gõ đó, cắt ngang có đường Minh Phụng á. Và hiện tại giờ Duy đang đi hướng về quận 5. Hôm nay Duy đi bệnh viện Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, hay còn gọi là bệnh viện Sùng Chính hồi xưa đó. Duy đi ra khám bệnh các bạn, khám cái móng tay. Không hiểu sao thời tiết hôm nay thay đổi đột ngột, mùa mưa tới, chắc có lẽ là do bị bệnh trái mùa, thay đổi mùa mưa đó. Thì cái ngón tay của Duy nó hơi bị tê, bị đau, ngủ đêm sáng ngày nó đau quá. Thôi mình đến bệnh viện Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình để mình nhờ các bác sĩ ở đó họ khám cho mình. Là Duy mời các bạn cùng đi với Duy ha. Phúc ra Duy đây là con đường Duy đang đi đây là đường Hồng Bàng, khu này là phường 6, quận 6. Duy cũng muốn nói thưa với các bạn rằng là Duy thì hay đi phường, hay đi đường phố. Duy review lại trên cái hành trình của Duy đi, mục đích là để làm cái clip kỷ niệm, cộng thêm thứ hai nữa Duy chia sẻ lên. Duy mời tất cả các anh chị em nào mà người đã từng sinh sống từ nhỏ cho tới lớn trên cái con đường mà Duy đi qua, hay là ngay cái địa điểm Duy đi qua, mà bây giờ các bạn đã đi làm ăn xa rồi, thì Duy mời các bạn vào xem cho đỡ nhớ quê hương, cho đỡ nhớ nhà, hay là nhìn lại những cái ký ức kỷ niệm ngày xưa mình từng sống trên con đường đó, hay là từng sống trên cái địa phương đó ha. Thời gian qua Duy cũng đi rất nhiều nơi, cũng như là đi có một chuyến đi phượt sang nước bạn Campuchia, hoặc là đi khắp các vùng tỉnh ở miền Tây, thì Duy cũng chia sẻ những hình ảnh y như thế này, nhưng mà có mỗi nơi là mỗi khác, mỗi chỗ, mỗi cái địa phương khác nhau, thì tất cả nơi nào cũng có quá khứ, nơi nào cũng có kỷ niệm của tất cả anh chị em của chúng ta, trong đó cũng như có Duy. Thì Duy cảm ơn các bạn đã vào xem clip của Duy nha. Trước mặt Duy là ngã tư cắt ngang là đường Nguyễn Thị Nhỏ các bạn. Đường Nguyễn Thị Nhỏ phía bên phải thì quẹo vào khu vực chợ lớn, hay là quẹo vào khu vực bến xe chợ lớn luôn. Còn Nguyễn Thị Nhỏ quẹo trái thì thẳng bên kia là qua đường 3 tháng 2 nha. Giờ Duy đi thẳng qua đường Nguyễn Trãi nè. Đây Nguyễn Trãi khúc này là đường phường 14 quận 5 mà các bạn. Ở ngã tư giao lộ cắt ngang trước mặt Duy là đường Sớm Voi á. Đây ngã tư giao lộ nữa là đường Phú Giáo. Rồi lại tiếp tục nữa là đường Phú Hữu cắt ngang trước mặt chúng ta ha. Rồi ngã tư giao lộ trước mặt chúng ta đó là đường Học Lạc. Đường Học Lạc thì phía bên phải chạy ra ngay công viên Hải Thượng Lãng Ông các bạn. Hướng đó thì chạy ra chợ Kim Biên. Rồi, ngã tư giao lộ trước mặt này là đường Dương Tử Giang. Xưa giờ luôn luôn lúc nào cũng đầy ắp xe hết. Rồi trước mặt chúng ta là đường Đỗ Ngọc Thạnh.
Rồi, ngã tư giao lộ trước mặt là đường Phùng Hưng ha. Cái đường Phùng Hưng này vừa rồi xem cái clip gì có cái quán cà phê gì mà mấy chục năm á em, cà phê Say ngon á. À, cà phê Ba Lù. Rồi, chúng ta đến ngã tư giao lộ lớn phía trước là đường Châu Văn Liêm. À, đường Châu Văn Liêm ngày xưa là đường Tổng Đốc Phương đó quý vị. Thì trên đường Châu Văn Liêm này cũng có nhiều cái lịch sử lắm, là ngày xưa là có cái hai cái nhà hát. Một là cái Đại Quang, là một cái tài Toàn Thắng. Thì đó là rạp chiếu phim các bạn, nhưng mà bây giờ rạp chiếu phim bây giờ người ta đã không còn phục vụ nữa. Gần như bây giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Tư giao lộ trước mặt chúng ta là đường Lương Nhữ Học. Lương Nhữ Học, khu phố này là một trong những khu phố cũng nổi tiếng về thuốc Nam, thuốc Bắc các bạn. Chạy thẳng ra Hải Thượng Lãn Ông luôn á. Đến cái khu vực này thì nghe mùi thuốc Bắc rất thơm. Ở bên góc phải chúng ta có ngã ba là đường Nguyễn Án. Rồi, trước mặt chúng ta phía bên phải là chợ Xã Tây các bạn. Ở đây là chợ Xã Tây nè. Chợ Xã Tây là thuộc phường 11 quận 5, nằm kế bên đền thờ Hồi giáo. Tư giao lộ cách ngang là đường Tảng Đà các bạn. Duy vẫn còn đang đi trên đường Nguyễn Trãi, nhưng mà khúc này là phường 11 quận 5 nha các bạn. Giao lộ trước mặt là đường Ngô Quyền. Gì gấp
nhưng mình cố gắng làm sao mình né tránh, nhường đường cho xe công vụ, xe cấp cứu cũng là xe công vụ, mà điều rất là cần thiết các bạn, nhất là xe cấp cứu, hai là xe cứu hỏa, đó là họ làm một cái công việc hết sức là quan trọng, cho nên chúng ta cố gắng nhường tránh. Có một số bạn bè chạy xe mà không nhường tránh như vậy thì không nên nha. Rồi, ngã tư giao lộ trước mặt chúng ta là đường Nguyễn Tri Phương nha các bạn. Phía bên trái chúng ta đã có bệnh viện Nguyễn Tri Phương á. Nghe nói bệnh viện Nguyễn Tri Phương ngày xưa là bệnh viện Quảng Đông là phải. Đi đến giao lộ Trần Phú nè, hình như đợt khúc này là Trần Phú, là Nguyễn Duy Dương, là Nguyễn Trãi nè, cắt ngang khu này.